quà Valentine, hoa nè, sô cô la hay là mỹ phẩm. Trời đất ơi, sao tại là Corona? Trời ơi, Corona làm sao có quà? Tại sao khóc dài? Ai vậy? Nhìn đi, ta là thần chứ ai? Thần gì mà đeo khẩu trang? Trời ơi, thần thánh thì cũng phải sợ bệnh chứ. Mùa này dịch bệnh mà con. Để ta tháo khẩu trang ra. Xin được trân trọng giới thiệu với con, ta chính là thần Covid. Thần tình yêu, người mang tình yêu đích thực đến với mọi người. Trời ơi, con trai ơi, con trai. Covid ơi, thần Covid. Sao có vấn đề qua gì? Qua mùa Valentine này mà con cũng có quà cho một con là con bị cô đơn quá rồi. Trời ơi, có vấn đề vậy thôi mà để đầu tóc rối bời suy nghĩ được người quà tặng khó vậy hả con? Vậy thì hãy nhờ đến Covid ta, để ta nói cho con nghe. Mùa Valentine này, ta sẽ mang đến một biểu tượng cực hot làm quà tặng Valentine. Đó chính là TL. TL là gì? TL có nghĩa là tình yêu đích thực, true love. Trời ơi, cái gì đó? Bây giờ con muốn gửi cái TL về cho bạn gái con liền. Đâu, 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 bình tĩnh, bình tĩnh. Nếu con có điện thoại, có laptop thì thần Covid ta sẽ giúp con vượt qua tâm bão Corona chỉ bằng một cái nhấc máy điện thoại lên hotline 1800 545457 của PNG hoặc là con lên trên website png.com.vn để đặt hàng, tha hồ lựa chọn trang sức để tặng quà Valentine. Nè nè nè, điều đặc biệt là thần Covid ta sẽ free ship giao hàng tiêu chuẩn. Nào nào, tha hồ lựa chọn. Còn chuyện giao chuyển và quà cáp cứ để cho thần ta lo. Nhanh đây. 12 seconds later. Anh có một món quà bất ngờ muốn tặng cho em. Bây giờ em nhắm mắt lại đi. 1, 2, 3. Có thấy gì đâu? Bên đây nè. Ôi, thần Covid. Ta chỉ là super. Đây, đây là món quà của chàng trai tặng cho con. Mở tô. Anh tặng cho em nè. Xinh quá à. Cảm ơn anh nha. Mùa Valentine năm nay, hãy để PNG khóa chặt đôi tim yêu bạn nhé. Quảng cáo nữa hả? Không có, nó hồi quảng cáo. Ồ, tôi đẹp quá, con bé đẹp quá. Thôi, chúc hai đứa mãi mãi hạnh phúc. Còn ta bây giờ phải mang TL đến cho các cặp đôi khác đây. Ủa, TL là gì? TL là thương lắm, là thật lòng. Là tình cảm của anh dành cho em là thật lòng đó. Em biết TL là gì nè. Là gì? Là tới luôn đi anh. Dịch vụ thần Covid PNG giao hàng miễn phí áp dụng cho khách hàng khi mua hàng trang sức PNG, PNG Silver và PNG Watch với hóa đơn trên 20 triệu đồng. Chi tiết quý khách vui lòng gọi 1800 545457, ưu tiên cho những khách hàng mua trang sức Valentine sớm từ ngày 10 tháng 2 năm 2020 nhé.